Hello, xin chào anh em nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em cái đất mới mà cũ ha. Nói chung là mới là do combo nó mới anh em. Mình sẽ combo với Rinsaragon và mình sẽ có cái tuyệt chiêu khá là lợi hại của cái card mà mới update ha. Hôm nay ha, đó chính là Rimson và anh em có thể lên Calamity Lock này rất là dễ dàng được chưa? Và mình sẽ mix vào cái đất Adventure Adventure Virtual World ha. Thì cái deck này rất là lâu rồi anh em, nhưng mà ngày xưa á, khi con Chu King mà nó mà chưa bị ban á nha nè anh em, con Chu King này nó chưa bị ban nè, thì á deck rất là mạnh anh em nha. Nhưng bây giờ nó bị ban rồi, bây giờ á nó không còn mạnh nữa nên ít anh em chơi. Nhưng mà bây giờ nó đã có Calamity Lock rồi nên bây giờ mình nghĩ là nó nên quay lại ha, nó nên quay lại anh em nha. Và hôm nay mình sẽ build cái deck đó cho anh em xem, nó chính là Adventure Virtual World ha. Và mình ghi thêm Brimstone Dragon ha. Rồi, thì cái deck này mình sẽ show trước, sau đó mình sẽ combo anh em sau ha. Rồi, thì cái deck này mình sẽ có hai Droid, được chưa? Hai Droid này mình đã nói rồi, Droid với meta hiện tại là rất là cần anh em nha. Em có thể chơi ba tùy anh em nha, được chưa? Maxe mình sẽ chơi ba, Blood mình sẽ chơi ba ha, Hime thì mình sẽ chơi hai hoặc là một tùy anh em nha. Một hoặc hai mình nghĩ là hai là ổn đấy nha. Rồi, Lulu thì mình sẽ chơi ba. Con GG có thể chơi một hoặc là hai nha, một hoặc là hai tùy anh em nha, này tùy anh em thôi nha. Adventure thì lá này chắc chắn là một rồi, Lao La thì chắc chắn là ba nha anh em. Rồi, Kirin chắc chắn cũng phải là ba nha. Rồi, Adventure thì phải chơi con Gifford nha, chắc chắn nha. Anh em nào mà chơi Adventure thì nên nên thủ thêm cái Burial để có khả năng combo Adventure, vì lá Burial này có thể cho bỏ cái lá Adventure này xuống và mình sẽ có một cái combo Adventure rất là dễ dàng với một lá Burial thôi ha. Rồi, cái lá City của Virtual World mình chắc chắn là xài ba nha. Rồi, Adventure thì chắc cái lá Spell này chắc chắn phải xài hai nha anh em. Rồi, lá Adventure Equip này chắc chắn là phải là một, chắc chắn nha, không có thể nào thay đổi được. Rồi, Vinh Long thì anh em có thể xài hai hoặc là ba, mà mình nghĩ hai là đủ rồi nha. Dùng lá Vinh Long này dùng để lóc bốc bài thôi nha. Rồi, Adventure thì mình sẽ chơi lá Spell này dùng để lóc bài, chắc chắn là phải một nha. Tức là lá Adventure có 5 lá thì chắc chắn phải phải đủ nó nha anh em. Chưa? Teleport thì anh em có thể nhảy thẳng lên Hime hoặc là Lulu nha. Hime hoặc là Lulu, Lulu lá này nha, Hime lá này thì cho mình gọi cái này là Hime nha. Rồi, thì có thể một nhảy là một trong hai lá đó liền luôn anh em nha. Rồi, coin thì chắc hai rồi, blood out chắc là một ha. Droplet thì anh em thích thì xài, không thích thì có thể bỏ ra ha. Nếu anh em không bỏ ra thì có thể thêm Ember vào, được chưa? Hoặc là Veiler nha. Lá chat thì chắc chắn là hai ha, hoặc là một tùy anh em. Mình nghĩ là nên hai nhé, nên hai đi nhé. Rồi, lá chat này thì mình nghĩ là lá gây này chắc chắn là phải một ha, Sung Woo ha. Một lá Sung Woo, một lá gì đó, mình không có đọc tên. Rồi, Extra Deck thì gồm ha, Stardust, Warrior thì lá này dùng để rút bài thôi, chưa? Lá Coral, Dragon thì chắc chắn dùng để rút bài ha. Virtual Bug Beat thì cái này nhiều khi rất là cần anh em nha, nên mình nghĩ là nên chơi một. Rồi, FA thì ít bao giờ lên lắm nha. Thường thì FA nó sẽ combo chung với con Adventure này nè, anh em thích thì lên, thích thì thôi nha. Rồi, Roadhead thì muốn lên được đó, ở cái deck này thì phải xài Calamity nha. Rồi, lá này thì dùng để rút bài thôi anh em nha, dùng để rút bài thôi, rút bài là chính. Jensen thì chắc chắn là phải một, lá này rất là kinh dị anh em, nó thể ban hết tất cả các bài ha, số một ha. Lá này mà lock thì nhiều deck cũng chết lắm đó nha. Rồi, Baron chắc chắn là một rồi, và sai thì ít bây giờ lên, lắm, có thể bỏ ra cũng được nha, và sai ít bây giờ lên, có thể bỏ ra luôn cũng được. Rồi, không thích thì anh em có thể chơi thêm một lá khác vào nha. Rồi, Calamity ha, Mammoth là chắc chắn phải có nha. Rồi, Rimshot thì chắc phải có rồi. Còn ba cái lá cuối này dùng để đi thêm hai anh em. Ba lá này dùng để lên lá này trước, sau đó lên thẳng lá này và cuối cùng là lên Reset dùng để đẩy bài off xuống. Thì nếu anh em không chơi lá bờ sai này thì anh em có thể chơi thêm mấy con bờ sai này nè, mấy con bờ sai SR này nè. Anh em có thể thêm vào nha. Thêm bờ sai Gamma thì phải thêm thêm một con SR công 2.500 nữa nha. Thì nếu anh em thêm combo này thì anh em phải thêm một con Synchro level 8 nhớ nha. Thêm ví dụ anh em chơi bờ sai thì phải thêm một Synchro level 8, chẳng hạn như anh em có thể chơi con Tenji hoặc là con rồng Stardust này, có thể lên thẳng Lubaron nha, được chưa?
Rồi thì anh em có thể thay vào nha, còn anh em nào không thích thì có thể đổi ha, bỏ sai ha, nghĩ anh em thích thì thêm, thích thì thôi ha. Rồi bây giờ mình sẽ combo demo anh em xem ha, và sau đó mình sẽ đánh ra. Rồi bye anh em. Rồi hello anh em, bây giờ mình sẽ combo cho anh em Death Ritual ha. Bây giờ mình sẽ combo chuẩn sẽ hoa trước, sau đó mình combo hai mình sẽ nhứt với Adventure sau ha. Bây giờ mình sẽ kích hoạt cái lá trap, cái lá spell của Ritual, thì lúc này nó sẽ cho lấy lá trap đặt xuống luôn ha, tiếp luôn. Sau đó thì anh em sẽ kích Kirin. Yeah. Thì Virtual World nó có một anh em phải hiểu cái cơ chế của Virtual World, tức là anh em kích một cái lá Kirin đúng không, thì nó sẽ cho target một cái lá trap. Khi anh em target lá trap thì nó chỉ cho bỏ bài ngoài cái hiệu cái lá trap thôi, tức là mình chỉ được bỏ spell và monster xuống mộ thôi nè. À, nó sẽ bỏ spell và monster xuống ha, monster xuống này đây, sẽ bỏ ha, bỏ spell và monster thì tôi mình anh em sẽ bỏ Hime xuống nha. Rồi sau khi anh em kích xong rồi đó, anh em có thể kích khi cái lá Quỳnh Long này xuống này, anh em sẽ ban ban biết đó được chưa, thì anh em sẽ rút được một lá vào xuống lên. Và anh em nếu anh em không có Hime thì anh em phải rút Hime lên ha, vì lá này nó sẽ cho để combo rút bài anh em nhé. Mình sẽ bỏ cái lá Roxie la la này xuống cũng được ha, bỏ la xuống. Rồi rồi sau đó anh em sẽ kích tiếp Hime, thì anh em vẫn kích lá cháp của mình ha. Thì Hime khi kích nó khác chút xíu, khi kích lá cháp thì nó sẽ cho bỏ một lá ha, nó sẽ cho bỏ một lá. Thì ở đây mình sẽ bỏ spell để mình rút monster, khi anh em bỏ monster thì anh em phải rút spell nha, thì anh em phải hiểu cơ chế như vậy. Thì mình sẽ bỏ spell ha, để mình rút monster lên, giờ mình sẽ rút monster lên đây, mình sẽ rút monster. Thì thường thường mình có con Roxie lao lao thì mình không có lao thì mình rút lao, mình có lao rồi thì mình sẽ rút con GG ha. Rồi ok, sau đó thì khi một con level 3 nó trên sân thì Hime nó sẽ nhảy lên, à Hime nó sẽ nhảy lên. Sau đó thì anh em sẽ kích hai lá ha, mình sẽ kích hai lá để mình nhảy lên con từ từ, trước khi kích hai lá thì mình kích luôn con G ha, G khi kích con G thì mình sẽ tắp ghét này đi, để mình bỏ cháp xuống ha, tắp ghét monster thì mình không cháp xuống. Thường thì mình sẽ bỏ một trong hai lá này để mình thay đổi level ha, thì thôi mình sẽ tắp ghét lá Wonsu này đi rồi ha, mình tắp Wonsu thì mình sẽ bỏ lá trên tay này, mình tắp ghét lá cháp thì để mình thay đổi level ha. Rồi được chưa, nó sẽ thay đổi level được anh em, tăng 3 hoặc là giảm 3 ha. Bây giờ mình dùng hai lá này để mình synchro lên ha, synchro lên đây, synchro lên. Rồi để mình rút một lá này, để mình rút một lá ha. Ok sau đó thì anh em có thể em có thể thay đổi cái level đó ha, thay đổi level đó ha, thành level level 6 hay level 9 cũng được. Trước khi anh em thay đổi á, lên synchro này lên đi ha, để mình thay đổi lá này đi, thay đổi lá này đi, thay đổi level lá này đi, để cho làm thay đổi level lá này để tăng lên đi, tăng lên để mình synchro lên con Sigma ha. Rồi ok, rồi Sigma. Sau đây này lại thấp kết lá này. À, mình sẽ bỏ bài xuống tiếp em, mình sẽ thấp kết thì bỏ spell xuống ha, bỏ spell xuống. Mình sẽ thấp kết lá này lên. Rồi. Nên sẽ thấp kết một ly con level 3 đi ha, con level 3 đi. Hime hoặc là lao lao cũng được. Thôi lao lao đi. Lúc này anh em sẽ sử dụng hai lá này để anh em lên con Crimson. Rồi mình lên Crimson ha. Rồi pha này thì mình end thôi nhé, end thôi nè, pha này end thôi nhé. Lúc này mình sẽ kích hoạt rồi lá này thì mình sẽ rút lên lá ha, mình sẽ rút lại Hime ha. Rồi bắt đầu thi thân hợp thì mình làm gì ha, thi thân hợp thì anh em sẽ kích cái lá Crimson này nè, anh em sẽ nhảy về ha, nhảy về đất. Và anh em tắp kết một con level 12 của anh em ha. Khi anh em tắp kết thì nó nhảy về đất, thì lúc này nó sẽ cho nhảy lên Forest Calamity ha. Đây đây là, và khi lá này kích hoạt thì ọp nó không kích được cái gì hết nè nha. Đó ok, rồi, lúc mà sẽ kích ha, và ọp nó không negate được luôn nè, nó không negate được luôn ha. Rồi nó không kích được cái gì hết ha. Rồi thế là xong ha, anh em có thể bắn ha, sử dụng
Với cả vật chủ ném bắn nè, bắn được không? Mình có thể bắn. Mình sẽ bắn lá này đi nha. Rồi. Tại cho vui thôi để mình lấy bà về nhé, lấy hai lá này về đi. Rồi lúc này thôi là xong nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ OTK này, OTK khá là đơn giản, nên có thể là bất kỳ kẻ lá nào OTK cũng được. Thì anh em có thể rút bài mà anh em có thể kích hoạt lá này nha. Rồi mình sẽ combo theo kiểu là bỏ một lá spell xuống thì mình sẽ lấy lá cháp lên thôi, vậy thôi, lấy lá monster thôi. Rồi bây giờ mình thiếu thiếu cái con synchro này nhé, mình sẽ thiếu con synchro đi, mình sẽ thiếu con synchro luôn. Mình sẽ lấy con bình thường chứ nhầm, mình lấy con bình thường đó ha. Rồi lắp ghép lá này, sẽ bỏ lá cháp xuống. Ok rồi. Sau đó thì anh em có thể dùng hai lá này để anh em có thể lên lại Nguyên Long ha, chưa? Rồi. Nguyên Long cũng được, còn không thì có thể lên con lên sen cũng được ha, lên sen cũng được. Nhưng mà lên sen thì nó sẽ bị mất bài á nhé. Thế đó thôi anh em, mình cứ lên kiểu này đi nhé. Rồi. Rồi. Thì anh em có thể tắp kết là bài ha, đây kết là bài đây, mình có thể tắp kết lên con này để lên con level 9 này. À, level 9 đây. Thì anh em pha này anh em mới bỏ lá ha, thì lúc này mình sẽ lên con level 9 ở đó ha. Rồi lên level 9 ha, mình sẽ rút được một lá này, nhé. Rồi anh em sẽ rút một lá ha. Rồi rút lá thì anh em có thể bỏ hai lá trên tay để anh em bắn nhé, đây bỏ hai lá trên tay anh em bắn vào nó nha, sẽ bắn một lá này đó chưa. Lúc này sau khi anh em bắn thì anh em có thể kích hoạt được để nhảy lên con hot red nè, đó rất là đơn giản ha. Đó ok đó, rồi anh em có thể combo tiếp cũng được tiền em ha, thể combo tiếp cũng được tiền em, ví dụ như mình sẽ muốn combo tiếp đúng không, đây sẽ combo tiếp cho anh em xem ha. Đơn giản lắm ha, mình sẽ lấy thêm một con xin 12 nữa ha, đây bỏ tiếp. Rồi đây thì anh em có thể xin 12 tiếp, nhảy lên tiếp này đó. Ngon không? Rồi đây là tắp kết tiếp vậy đó, đây, đó được chưa, nói chung dễ nhảy lắm em, đây dễ nhảy lắm được chưa. Rồi bây giờ mình sẽ combo với Adventure cho anh em xem ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm combo 2 ha, lần này mình sẽ combo với Adventure ha. Thì căn bản nó giống như combo 1 thôi nhưng mà nó sẽ thêm Adventure cho anh em. Thì mình sẽ kích hoạt Adventure trước. Hoặc là anh em kích hoạt lá cháp trước cũng được tùy ra. Rồi mình kích hoạt Adventure trước đi. Thì Adventure nó sẽ cho lấy cái lá bèo xuống. Thì anh em sẽ sum lên một lá này. Cái này fan này phải sum lên ha. Rồi. Hay là cái sum lên nha, không sum lên là nó không kích hoạt được, nó mình sẽ lỗ hơn một lá đây, do đó mình sẽ sum lên nè, mình sẽ kích hoạt lá này, mình sẽ bỏ kích hoạt cháp thì mình sẽ bỏ spell để mình lấy monster ha. Còn ngược lại nếu anh em bỏ monster thì nó sẽ lấy spell đó, anh em cứ nhớ cơ chế vậy là được đó. Thì mình sẽ add monster lên ha, thì mình có key ring rồi, do đó mình sẽ add lao lao ha. Rồi thì lúc này Adventure nó sẽ kích là khi mà có một con trên sân là xung lên nè, thì mình sẽ áp được lá này lên, sẽ áp lên nha, nô nha, sẽ áp lên tay nha. Khi áp lên tay xong anh em sẽ kích Adventure ha, thì lúc này nó sẽ cho lấy con Gifford lên và nó sẽ có được một Negate ha. Gifford này Negate được anh em, mình sẽ bỏ cái lá này xuống, bỏ cái lá mới rút lên á, thì khi lá này nó xuống mộ thì lúc này anh em sẽ tắp ghét vô đó, thì như vậy nó sẽ không bị lỗ bài nhớ nha. Rồi thì lúc này Adventure nó sẽ nhảy lên nè, nó sẽ nhảy lên. Rồi mình sẽ làm như combo cũ ha, anh em sẽ kích lá này, sau đó anh em kích cáp thì anh em sẽ bỏ Lulu xuống, bỏ Hime nè, bỏ Hime xuống, rồi anh em sẽ nhảy lên ha. Rồi lúc này anh em sẽ bỏ thêm lá nữa thì mình sẽ bỏ thêm một lá spell nữa ha. Rồi. Thì anh em có thể
sử dụng lá này để anh em biến ha, biến đổi nó ha. Rồi mà không không biến đổi thì anh em có thể lên con Oliver chính này ha, anh em có thể lên Oliver chính này để anh chi để anh em rút bài thêm nhé. Được rồi, ok à, rồi rút bài ha. Rồi mình sẽ rút thêm một lá nha. Thì khi lúc này anh em có thể sử dụng lao lao ha, mình sẽ kích lao lao để mình sẽ kích lá sáp thì mình sẽ bỏ monster thì mình sẽ add được lá spell lên ha. Nếu mình bỏ monster nhưng mà thiệt ra bỏ monster nó không không hay anh em nhé, nhưng mà kệ cứ bỏ ha, mình sẽ bỏ GG đi nhé. Rồi lúc này anh em bắt buộc phải kích con Lulu này ha, để con Hime nó tự cái con Hime nó tự nhảy lên ra. Yeah, rồi thì pha này anh em có thể sử dụng hai lá ha, dùng hai lá để anh em coi lên con chích ma và anh em để anh extra, khi để extra thì nó sẽ nó effect anh em nha, effect dầm. Rồi thì lúc này anh em có thể làm thêm một pha nữa ha, là anh em có thể lên Baron hả, là Baron được chưa, là Baron đây Baron ha. Rồi rồi sau khi lên Baron xong rồi anh em có thể kích cái lá vi lông này nè để anh em lấy bài ha. Thì ở đây mình còn con GG mình chưa kích thôi đúng không, mình phải lấy GG ha. Thì pha GG này nè anh em phải bỏ một lá khi con vi lông này nó kích đó, thì phải bỏ một lá ha. Thì sau khi anh em kích xong anh em sẽ kích hoạt ha, thì anh em sẽ kích cái lá này ha, thì anh em bỏ bài xuống được chưa. Thì pha này anh em có thể bỏ cái lá trap này nè để anh em thay đổi liver ha, thay đổi liver cho mình được chưa, thay đổi liver hoặc là anh em bỏ lá này cũng được. Bỏ này để mình sẽ kích con Kirin Lily lên nè, Kirin lên thôi, mình bỏ lá trap này thay kích Kirin lên nha. Rồi khi mình đó mình sẽ kích cái lá này đó, mình sẽ kích Kirin lên nè. Thì mình sẽ bỏ một lá, lúc này mình sẽ xâm còn Crimson ha. Rồi và nó giống như combo 1 anh em nha, giống như combo 1 thôi, ok chưa. Rồi ta nọt ha, thì khi cái con GG này nó kích mình sẽ cho lấy là con một lá lý mộ, thì mình sẽ lấy lại Lulu ha. Rồi rồi thì ở đây mình sẽ có lên Calamity nè, đây được chưa, mình sẽ kích vào con Magmis ha. Rồi lúc này lên Calamity ha, rồi lúc này là hết hết kích rồi, hết kích được cái gì luôn ha. Rồi thì pha này anh em end thôi nhá. Thì pha này anh em end thôi. Pha này thì anh em có thể đẩy bài ọp về ha, đẩy bài ọp về đó, đó bằng cái lá này. Pha này anh em có thể bắn ha, bắn lá này đó, rất là đơn giản anh em, đơn giản cực kỳ luôn ha. Rồi chờ và lúc này OTK thôi ha, một việc khá là đơn giản anh em, chỉ cần combo là ọp chết ha. Rồi bây giờ mình sẽ đánh rank nha. Gì cả? Để từ từ, để ba từ đó thôi. Ừ.
Wow, pha này khó này. Mình sẽ bắn quăng quăng Hime xuống, sau đó mình sẽ kích con Lulu. Khi Lulu xuống thì mình sẽ bỏ lá Chap xuống ha, mình sẽ bỏ lá Chap xuống. Sau đó mình sẽ kích để lấy lá spell này nhé. Lấy spell lên tay. Lá spell này nó sẽ cho lấy lá Chap ấp vô. Được chưa? Rồi. Và này thì anh em có thể lên Sikro lên ha. Để rút bài thôi, chủ yếu là để rút bài này. Ví dụ mình rút bài Adventure thì đơn giản rồi đây. Ví dụ mình rút Adventure hoặc là ồ, không rút Adventure. Tiếp tục ha, mình sẽ kích hoạt tiếp. Mình sẽ bỏ lá spell xuống ha. Rồi. Mình sẽ lên bài đây. Mình sẽ kích con Hime để Lulu để lấy con Hime lên nhé. Đây. Hime lúc này lên nó sẽ là Center ha. Sau đó thì mình kích tiếp ha. Để lấy con Kirin lên. Khi lấy Kirin lên thì chắc chắn phải bỏ lá ha. Sẽ bỏ lá Chap này đi, bỏ lá Spell này đi rồi. Sau đó mình sẽ kích tiếp Kirin ha. Sẽ kích lá Spell. Mình sẽ bỏ lá Chap xuống. Ok. Sẽ bỏ lá Spell xuống phát nữa. Rồi. Và này thì anh em cứ lấy lên từ từ thôi nhé. Mình sẽ lên con Synchro trước nhé. Rồi. Khoan từ từ nha, đừng nhẫn thì đầu anh lên Synchro trước. Synchro trước, ok đủ nhé. Con mắt mít trước đi nhé. Mắt mít trước đi. Đây là con Synchro có bài không? Ở đây anh em nhé. Con Synchro có đủ bài không? Ok đủ nha, đủ bài, vừa đủ luôn á nhé. Và này anh em đủ kích Hime để cái lá chám nó có thể bắn nha. Tiếp tục mình sẽ sử dụng hai con này, mình lên con mắt mít rồi tập ghé extra nha để cho nó in effect nha. Sau đó thì mình sẽ lên con Kirin rồi. Thế là em nha, mình sẽ lên Calamity nha. Kích luôn ha, và nó không không negate được đâu nha anh em. Cái effect này đã kích xong rồi thì không có kích hoạt được cái gì hết luôn, ngay cả spell trap trên tay này nọ ví dụ mộ gì đó không kích được cái gì hết nha. Nó chỉ có sum được một lá xong nó end thôi nhé. Phần này end thôi anh em nha, phần này end thôi chắc chắn không đánh được nha. Phần này anh em có thể kích lá spell để lấy bài thôi nha. Thì mình sẽ lấy Lulu lên. Mình sẽ bỏ lá hả? Rồi. Xong kích Lulu. Bỏ lá teo xuống để lấy con lao lao lên em nha, mình sẽ lấy lao lao lên. Ok. Kích tiếp Kirin ha. Mình sẽ kích kích lá này. Xong mình sẽ bỏ Lulu xuống. Ok. Sau đó là mình lại tiếp tục mình bỏ về xuống ha. Và này thì anh em có thể chung một level 9 ha. Chung level 9 lên. Ok. Sau
Cái đó Calamity ha. Mình sẽ bỏ lại xuống. Đúng. Sẽ lấy Kirin lên nhé. Sẽ Kirin lên. Sau đó lại lên Winston ha. Sau đó kích hoạt đường son để biến lá này thành hot red. Ok đánh thôi nha. Ok, tiếp tục nha. Trời ơi, sao lại lao lao sớm trời. Chán chứ. Bài lên lao lao sớm rồi thấy chán rồi đấy. Hô ráng rồi về sao giờ. Tiếp lá này. Lấy lá chát hả? Sao bắt kích lao lao. Quăng bài xuống, quăng spell xuống. Okay. Lấy bài lên. Kích lá spell. Để lấy lá Lulu anh em nhé. Rồi. Sau đó mình sẽ bỏ lá. Ok chưa? Rồi. Sau đó mình kích Lulu. Mình sẽ bỏ spell xuống. Để lấy Monster là chắc chắn thì mình sẽ lấy Kirin nhé. Sẽ lấy Kirin. Rồi. Sau đó mình kích Kirin ha. Mình lại kích lá này. Sau đó mình sẽ bỏ Jack xuống nè. Sẽ bỏ White Spell xuống nữa nha. Sẽ bỏ White Spell xuống nữa. Rồi pha này thì anh em có thể Synchro lên ha. Synchro lên. Ừ. Khó ghê ta. Nãy khi mê mình không bỏ xuống thì mới ghê chứ. Là Synchro cái đặt. Ok. Ồ, bây giờ bóc được đúng khi mê luôn. Ok. Chuẩn cái đặt. Rồi. Mình sẽ lên Synchro lên cây bà chính ha. Rồi. Cái đó mình sẽ kích hoạt lá này. Để lấy cái lá Lulu lên. Thì Hime nó sẽ tự nhảy lên đây nhé. Sẽ bỏ lá ha. Hime nó tự nhảy lên. Và lúc này hai lá này đều là Synchro hết nhé. Rồi mình sẽ lên con Magmit. Không kích nha, không kích em cứ để nó đi nhé. Mình sẽ lên Calamity. Ok, không kích để còn cái lá cháp có thể bắn lấy về được nhé. Ok. Mình sẽ kích Grimson ha. Rồi, mình sẽ nhảy nó về để mình lên Hot Red Calamity ha. Ok. Kích luôn là không có kích được cái gì ha. Rồi. Thế này không có kích được cái gì đâu ha.
Ờ, sao nó không đánh nữa ta? Em luôn hả? Cái này chắc mình bắn nó luôn em. Thực ra mình không bắn tốt hơn là khi mình không bắn mình đánh nó được nè. Giờ hồi mình bắn nó đi cho nó ăn nha. Kiểu gì mình cũng hơi ngán nó chút xíu như đó mình hơi bắn nó nha. Skip lá này hả? Rồi. Nó muốn cái gì không biết luôn á. Sẽ bỏ nhi mê xuống ha. Mà nếu mình bỏ Hime xuống nó lại khó cho mình ha, là chỗ nào thấy biết không, mình không có sum được đấy. Bỏ Hime xuống tính tiếp nhé, bỏ Hime thì mình phải tập kết con này, tập kết con này là không hay ha. Ừ, kệ đi, bỏ Hime xuống rồi mình sẽ tắt ghét con này thì Hime nó sẽ tự nhảy lên em nhé. Đánh thì đánh cho nhanh, gặp thằng cái thằng này đánh bực mình quá, đánh một trận với nó mà bằng mấy trận người ta á nha, đánh thì làm cho lẹ lẹ xíu chéo quá. Con gà này thì để lên dây sớt thôi nhé, tức là mình sẽ chơi sum con level 6 này. Chán quá, đánh gặp cái gì đâu không à, đánh thì đánh cho lẹ, đánh cái gì mà ngồi chờ lâu muốn chết à, chơi cái gì cũng hiểu rồi. Không chơi thì ao ra những cái đánh cái gì một trận mà lâu lắc quá trời quá đất này. Có chơi lầy không, canh mình nó đi mất đi đâu á rồi hay gì á rồi á để mình thua, có chơi lầy không, chơi game rồi ngồi á, lầy lộ lộ như vậy luôn hả trời. Sẽ kích hoạt ha, ăn thua mình lấy Kirin thôi, mình bắn bài nó thôi nhé. Mình sẽ kích hoạt lá này ha, mình sẽ tắt ghét cái lá này để bỏ lá chát xuống này nhé.
nó chát xuống. Giờ đây mình thay đổi level đó nhé. Thay đổi level nó xuống. Thì mình sẽ scroll lên ha. Đây mình có thể sụp về, mình sụp con level 9 này về đi ha. Rồi. Nên mình sẽ kích hoạt ha. Để xem, mình sẽ ban ít một con ha. Con này đi. Thêm một con này nữa. Ta ghép cho mình nữa. Rồi. Tiếp tục thì mình sẽ lên con đúc bài thôi, chính là đúc bài. Đúc bài này mình có thể lên tìm một con level 6 nữa, bắn bài nó cũng được. Thôi mình lên Aven chưa? Bài này mình muốn là bạn chơi ghê. Không mình start get level 6 hả? Level 6 lên thì mình sẽ level 12, level 9, ok. Rồi. Start get con này. Rồi. Bỏ này xuống. Sau đó thì mình lại lên con ring ha. Gibson. Sau mình tắt ghét con level 9 này. Mình sẽ lên con red. Con red. Cho nó biến về. Xin lỗi là con red ha. Rồi. Ok. Rồi, thế là xong. Đánh thì đánh cho lẹ, ghét mấy thằng đánh lâu vậy lắm luôn. Đánh Mechanpo à, có bài gì lập lên đi. Lập à. Ok, tiếp anh em ơi. Wow, vàng ngon đấy. Nhưng mà ở có mắc xe thì ăn cám luôn. Cái Adventure trước ha, để có này gây anh em nhé. Rồi, bài này thì mắc combo anh em. Rồi. Mình sẽ kích tiếp ha. Qua đây. Sau đó thì mình sẽ kích lá này. Bỏ bài xuống thôi. Thì mình sẽ bỏ spell để lấy monster ha. Monster thì mình sẽ lấy Kirin vì mình có lao lao rồi. Ok. Sau đó anh em sẽ kích tiếp để lấy cái này mình no ha. Sau đó tiếp tục ha. Thì pha này anh em có thể kích tiếp Kirin. Mình sẽ bỏ tiếp cái này. Mình sẽ bỏ Hime xuống luôn. Bỏ Hime xuống. Bỏ thêm
Let's spell xuống nha. Rồi cho đó anh em có thể lên level 9 hả, để anh em rút bài nhé. Đây mình sẽ rút bài này nhé. Rồi bài này thì anh em có thể bỏ bài nhé. Mình sẽ lấy thêm GG nhé. Rồi chúng ta mình sẽ bỏ lá này xuống thì ven khi bỏ xuống thì nó sẽ tắt ghép vô ha. Tắt ghép vô lá token. Ok và này thì mình sẽ tắt ghép lá này để mình nhảy. Mình sẽ bỏ thêm một lá Hime xuống ha. Ok sau đó mình sẽ tắt ghép cái lá Lulu lên nhé. Rồi khi Lulu lên thì Hime nó tự nhảy lên em. Ok chưa? Rồi từ đây anh em có thể sử dụng hai lá này anh em lên con mắt mít nhé. Mắt mít. Ok rồi pha này thì anh em có thể tắt kết hoặc là không thì anh em nha. Pha này anh em có thể tắt kết vô con này để bỏ lá cháp xuống, bỏ lá cháp xuống. Ok em. Rồi thì lúc này anh em có thể lên chưa gì hết.